Tin nhân quả giúp con người bớt mê tín hơn. Theo đúng nhân quả, nếu muốn thông minh trí tuệ, ta phải khen ngợi, vui mừng khi thấy người thông minh trí tuệ, thấy người hiếu học, ta giúp cho họ có điều kiện học tốt như sách vở, bút viết, tiền học phí, vân vân. Hoặc nếu có khả năng thì ta mang khả năng của mình để giúp đời không tiếc. Có ba nhân đó, qua đời sau mình luôn luôn là người tài giỏi, trí tuệ, chứ không phải ăn ốc heo, ốc khỉ mà thông minh lên được. Ăn ốc sẽ khiến cho ta dễ bị bệnh, dễ chết, sau này điên loạn luôn. Chúng ta nhớ, ai ăn ốc người sẽ bị bệnh bò điên, làm bò mà còn bị điên. Người nào ăn ốc heo sau này sẽ bị đau đầu, ăn ốc khỉ sau này cũng điên loạn và hư não. Vì vậy, muốn não tốt, không phải ăn ốc mà phải yêu thương con người, giúp đỡ cho người khác được sáng suốt, trí tuệ, đem đạo lý nhân quả truyền bá cho mọi người, thì tự nhiên bộ óc của mình sẽ mạnh lên. Chúng ta tin điều đó là con đường duy nhất chân chính mà thôi. Người mê tín thường là người không biết phụng sự, không hiểu nhân quả, làm gì cũng không muốn tốn công, nhưng lại muốn được lợi nhiều hơn thông qua những hành động mang hình thức có vẻ tâm linh. Ngược lại, những người hiểu nhân quả, có chánh kiến thì mới biết dùng cả đời của mình để vất vả, tận tụy, siêng năng, phụng sự và yêu thương người khác. Hiểu nhân quả rồi thì ta sẽ cực hơn trước gấp ngàn lần như thế, nhưng ta sẽ làm chủ và đẩy cuộc đời mình đi, không bị nó chi phối nữa. Nghĩa là hiểu nhân quả, ta sẽ chủ động tìm cơ hội để giúp người, chứ không ngồi chờ hay thờ ơ trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đây là một điều rất quan trọng. Giúp người không nhất thiết phải là làm những việc cao siêu, ta hãy bắt đầu ngay từ những việc nhỏ nhất có thể vậy thôi, nhưng nó cũng làm cho đạo đức của ta lớn dần theo năm tháng. Những điều nho nhỏ ấy cũng là ý nghĩa của sự phụng sự, cống hiến. Vì vậy, nếu chúng ta hiểu được nhân quả, tin sâu nhân quả, chúng ta sẽ tránh được sự mê tín và làm cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn rất nhiều. Trích trong sách Nhân quả công bằng do tiến sĩ luật học Thượng tọa Thích Chân Quang chủ biên. Kiềm chế bản thân. Khi chúng ta càng hiểu được nhân quả nghiệp báo sâu sắc chừng nào, thì chúng ta mới biết sợ và biết kiềm chế bản thân trong từng ý nghĩ, từng lời nói, từng việc làm, từng hành động. Nếu không hiểu hết luật nhân quả, chúng ta sẽ sống rất hời hợt, buông lung, chỉ thuận theo ý muốn của mình, làm theo ý mình, chấp ý mình mà thôi. Khi giận, muốn làm khổ ai thì làm. Khi vui, muốn giúp ai thì giúp. Tùy hứng, không ổn định, không lâu bền. Người khác thấy mình hôm nay tốt, hôm qua sao ba trợn quá, không biết đường đâu mà chơi. Còn người biết nhân quả thường sẽ giữ chừng mực, kiềm chế và ổn định. Đã là người tốt rồi thì sẽ tốt mãi. Người khác kết bạn với ta trong thâm tình thì cũng có thể yên tâm cả đời. Cái yên tâm cả một đời đó cũng là một hạnh phúc. Khi làm cho người thân xung quanh tin cậy vào nhân cách, vào tâm hồn ta thì phước cũng rất lớn. Hệ quả hay nhất của người tin hiểu nhân quả là biết kiềm chế bản thân, tránh mọi điều ác và siêng làm việc thiện. Chưa biết cái phút về sau chúng ta sẽ được hưởng muôn nghìn lần như thế nào, nhưng trước mắt ta đã là một người chân chính, xứng đáng vì biết kiềm chế chính mình. Người nào biết kiềm chế chính mình, đó là một người tốt. Nói cách khác, muốn làm người tốt thì trước hết chúng ta phải biết kiềm chế bản thân mình. Còn những ai muốn làm cái gì thì phải làm cho bằng được, thì người này không phải người tốt, không phải là người có đạo đức. Vì vậy, để đánh giá một người có đạo đức hay không, trước hết ta xem người đó có biết kiềm chế hay không. Có những thứ ta rất thích, rất muốn, nhưng không tốt đối với người khác, khiến ta phải suy đi nghĩ lại 3 lần, 5 lần, 10 lần, nên không làm hay là làm, và cuối cùng quyết định không làm. Biết kiềm chế như thế là dấu hiệu khởi đầu của một người có đạo đức. Trích trong sách Nhân quả công bằng do tiến sĩ luật học Thượng tọa Thích Chân Quang chủ biên.